Xin chào tất cả anh em đam mê gác bình bịp trên cả nước nhé. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục quay trở lại kênh để giao lưu với tất cả anh em đam mê về cái tự nuôi được cái con chuột bạch như này để làm mồi, để thỉnh thoảng mà mình có đi gác giải trí hay là đi bẫy chơi thì có thể là có sẵn để đi, đỡ phải mua tốn tiền anh em ạ. Bởi vì thực ra nuôi con chuột bạch này nó quá là dễ, nó rất là đơn giản luôn, nó đẻ này. Anh em nhìn thấy khiêu đây là mình gọi là không biết là bao nhiêu con ở trong này. Đấy. Anh em nhìn thấy hiểu chưa? Đấy. Đốc, đây là một đàn nhé. Thế còn đây là một đàn nữa đây. Đấy. Thì nó con bọn này là nó kiểu như là nuôi con chung với cả nhà. Em không biết là nó là con mẹ là chính là con nào, nhưng mà nó đẻ đốc ở đây thì nó nuôi mà không bị con nào bị thất thoát thì nhá. Đấy, này nhìn này, tầm này mà đi gác thì quá là ngon luôn. Thì để chuẩn bị nuôi, trong video này cũng chia sẻ với anh em về cách nuôi đơn giản nhất. Thì có rất nhiều cách nuôi và tham khảo trên mạng, nhưng mà cái cách mà em sẽ chia sẻ cho các bác ngày hôm nay ấy, nó là một cách đơn giản nhất và ai có thể nuôi được và tiết kiệm chi phí nhất, rất là đơn giản luôn. Cho nên là anh em nào, các bác nào thực sự quan tâm về cái kỹ thuật nuôi chuột bạch ngày hôm nay thì hãy ở lại xem hết video của em, và nếu thấy hay thì có thể là cho xin một lượt follow và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh các bác nhé, anh em nhé. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu là để chuẩn bị nuôi, thì đầu tiên là chúng ta chuẩn bị về cái phần con giống. Để chúng ta mua con giống ở trên mạng thì mua cái con mà kiểu như chuột thương phẩm thôi, tầm 10.000, 7.000 đến 8.000, 10.000 tùy chỗ bán, cao nhất thì mới là 10.000 một con thôi. Đấy, tùy theo số lượng mình thích mua nhiều thì mình mua nhiều lên, còn nuôi ít ít thì mua mấy chục con về nhân giống là được. Đấy, thứ hai, điều thứ hai chuẩn bị là các bác chuẩn bị cho em một cái hòm nhựa này. Đấy, cái hòm nhựa này thì lúc em mua là ở đây mua ở cửa hàng nhựa, họ bán cho 100. Đấy, với cái hộp nhựa này thì bên trên là các bác sẽ dùng cái lưới này. Những cái lưới này thì lúc mà nếu mà con chuột của bác mới mua nó nhỏ thì nó có thể nó sẽ chui qua đây, thì mình dùng cái loại lưới mắt nhỏ hơn, nhưng ở đây em dùng cái mắt lưới này. Em nhớ không nhầm, cái mắt này chắc là mắt bột phân đấy. Ta buộc vào bên trên như này. Thế còn ở bên dưới này nhá, bên dưới sàn này thì các bác cắt lỗ, lấy cái máy cắt ấy, lấy viên đá cắt ấy, cắt điểm những cái lỗ để cho nước phân nó sẽ khi mà nó đi vệ sinh ấy, thì nước tiểu nó sẽ chảy xuống dưới, hoặc là nó cũng đỡ bị, thì một tuần mình mới phải dọn phân nước một lần. Thế còn đây là em cứ đổ thẳng lên trên này cho nó ăn, thì sau đấy thì tầm mấy hôm nó bẩn thì lại dọn đi, thì lại dọn thì lại đem cái chỗ chuột này đi xong lật cái này lại, thế là xong, nó sạch. Đấy là cái dụng cụ để chuẩn bị nuôi. Cái thứ hai là các bác của anh em chuẩn bị cái bình nước này, thì đây là cái bình nước để cho nó uống nhá. Để chia sẻ với các bác và anh em là trước ấy là mình tốn rất nhiều tiền để mua cái bình nước cho nó uống bằng bình bi ấy. Cái đấy nó đắt lắm chứ không phải là rẻ đâu anh em ạ. Đấy, cái này thì chỉ có 5.000 một cái thôi, cái lọ nhựa này này chỉ có 5.000 một cái, rất là đơn giản luôn đấy nhá. Thế thì bây giờ nó sẽ uống nước như nào ạ? Đây em sẽ chia sẻ cho anh em cái đoạn này nhé, để anh em tiết kiệm tiền cho anh em khi mà các bác nuôi, anh em nuôi. Đây mình sẽ đục một cái lỗ ở đây, anh em nhìn thấy lỗ, đây, cái lỗ nước này. Thế thì nguyên lý hoạt động của cái này nó rất đơn giản nhé. Đây là em bóp thì nó mới chảy thôi. Đấy. Thế còn khi mà các bác úp nó lên đây, bây giờ em ví dụ luôn này. Đây bây giờ khi mình úp lên đây, thì lúc nào mà con chuột nó liếm, con chuột nó bú thì nó mới rỉ nước ra. Đây, như ví dụ như con này nó đang tìm nó bú này, đấy các bác nhìn thấy chưa? Thì lúc này nước mới chảy ra. Tất nhiên là nó cũng có đỏ một vài giọt. Đấy, tuy nhiên là nó sẽ phần lớn là nó không chảy nhiều đâu. Thì mỗi một cái hộp này thì mình chỉ cần là để một cái lọ bên trên này thôi thì con chuột nó khác lên nó uống được. Thế nhưng mà cái hộp này nó sẽ cao. Cái hộp này nó sẽ cao thì các bác lưu ý giúp em. Một là các bác để cái viên gạch này vào. Đây. Em để viên gạch này, các bác nhìn thấy không? Để nó trèo lên đây. Nó uống nước dễ dàng hơn, bình thường nó cũng có thể đu lên được nhưng nó sẽ khó. Đấy, thứ hai là mình làm một cái ô bên trong như này, gác như này. Đấy, để nó đứng lên đây, nó vừa chui nó chui chạy lanh quanh đây, để nó có cái chỗ leo trèo ấy. Thứ hai là nó sẽ đứng vào vị trí này. Đấy, đứng vào vị trí này và nó sẽ uống nước rất là tiện. Đấy, thì là cái cửa này mình đậy luôn vào cái cửa này nhé. Đây mình cắt một cái lỗ này. Đấy, mình cắt như này. Các bác thấy không? Cắt cái cửa như này. Sập vào. Đấy, và sau đấy đậy cái này lên. Thì để lúc nào nó cũng đầy, thì ví dụ mình thấy nó hết như này để nó lặng ấy. Cái này nó phải lặng một chút thì gần hết như này mình lại thay nước là ok. Đấy, ví dụ như là
tí nữa là em sẽ thay nước vào thì nó sẽ là ok, nó không ý là nó không bị lật cái nắp này lên các bác. Đấy ok ạ. Đấy, và sau đấy nhá, đến kỹ thuật nuôi thì đầu tiên là các bác sẽ nuôi chung vào một đàn như này. Đấy, đây là em chia sẻ cách đơn giản nhất thôi. Đấy, thì còn có cách nào mà cách khác thì các bác có thể tham khảo thêm, nhưng mà hiện tại thì em thấy cách này nó khá là ok. Thì đây là em nuôi chung này, em nuôi chung như này nhá. Thì bây giờ là có những con là bụng nó sẽ to, nên mình quan sát những con mà nó có chửa ấy, là bụng nó rất là to. Thì sau khi mà bụng nó to, đây ví dụ như cái con này này, đấy cái con mà đang rỉa đây này, các bác nhìn thấy đấy, cái con này mình nhìn quan sát là thấy bụng nó rất là to như này, thì mình tách nó ra là nó sẽ vài hôm nó sẽ đẻ luôn. Đây hoặc là như cái con này, đấy, con đang trèo trèo này đấy, thì là nó đẻ nhá, chứ không phải là mình nhìn là mình không biết đâu các bác ạ. Đấy, những cái con đấy là nó sẽ đẻ thì bắt đầu mình tách ra. Đấy, thì thông thường như này thì em cứ mà tỷ lệ là ví dụ là 20 con cái thì em sẽ thả vào đây tầm độ 4 hoặc 5 con đực là được. Đấy, em thấy nó cũng rất ok, nó cũng đảm bảo không thấy vấn đề gì đây. Thì sau khi đấy thì tách ra, tách chuồng thì đây, như đây các bác nhìn này giúp em này. Đấy, thì đây là 4 con. Đấy, 4 con này là nó sắp sửa đẻ, thì 4 con này nó nếu nó đẻ theo tỷ lệ bình thường thì nó phải được tầm 30 con, được con 30-40 con đấy. Tại vì bọn này nó phải đẻ, nói chung là nó đẻ rất là nhiều, không đếm được bao nhiêu, nhưng mà nó cứ gọi nhung nhúc cả. Đây cái đàn này thì hôm qua này em mới tách ra này, hôm qua mới bắt ra được 1-2 hôm gì đó thì nó đẻ đây này. Đấy, thì ở đây là có 4 con, 5 con cái. Thường là khi mình nuôi này thì nó sẽ rất nhiều con, cho nên là mình để tầm độ 4 hoặc 5 con chuột mẹ thôi. Thì bây giờ em sẽ bắt cho các bác xem chuột con nhé. Cái này là vừa mới đẻ này cả nhà. Đấy. Đấy, nhiều lắm cả nhà. Thì nếu mà nuôi chuột con này thì để đỡ phải đi mua, về sau đỡ phải đi mua về để gọi là đi gác đây. Rất là nhiều luôn cả nhà, nhiều lắm. Thì đấy, nuôi đơn giản vậy thôi. Thế thì cứ thả vào đây. Em không cân rồi là nó là bao nhiêu tháng nó sinh sản đâu, nhưng chắc nó phải mất tầm 3 tháng đấy. Từ lúc mình mua về 3-4 tháng thì là bắt đầu nó đẻ. Thì khi nó đẻ như này thì nó lại cực kỳ là nhiều. Đây, rất là đơn giản cả nhà. Thì cái chuồng này là mấy hôm em không dọn rồi, bây giờ là hôm nay quay xong video này là sẽ dọn sạch cho nó. Thì ở cái chuồng cái lồng này thì em chưa thiết kế cái cửa rút ở đây. Nếu không cải tiến thì các bác có thể làm cái cửa ở đây để rút lên rút xuống này, để rút sang ngang được, rút sang chắc là rút sang ngang thì nó sẽ ok hơn. Đấy, rút sang ngang ở đây thì mình sẽ đuổi con chuột nó chạy sang, nó đỡ phải thò tay vào bắt. Đấy, thì sau đấy thì mình úp cái sọt này lại để mình thay. Đấy, sau đấy thì con này thì đến tầm lớn lên thì mình sẽ tách. Đây ví dụ như tầm này nó bắt đầu nó chạy thì mình cứ nuôi chung ở đây xong mình tách dần ra thôi. Đây. Đấy. Đấy, xong rồi tách dần ra thôi cả nhà. Nói chung là bọn chuột bạch này thì nó rất là hiền các bác. Nó hiền lắm, cho nên là nuôi thoải mái. Bên này là dàn sim cu. Thế còn đây mấy cái mà em, mấy cái lồng mà để dọn đây, đây bên dưới mình cắt lỗ nhé, bên dưới cắt lỗ các bạn. Đây là cái để nuôi chuột con này. Cái mắt lưới nhỏ này thì sẽ sau sẽ để nuôi chuột con. Đấy, thì nó không bị trèo ra. Còn nếu mà cái mắt một thân kia là những con nhỏ là nó sẽ trèo ra đó. Thì ngày hôm nay cũng rất là vui là chia sẻ các bác về cái nội dung nuôi con chuột bạch để cho nó hiệu quả. Thì rất là cảm ơn các bác nhé. Trong thời gian sắp tới thì em sẽ quay trở lại kênh bằng những video chia sẻ nội dung. Rất là mong các bác đăng ký ủng hộ kênh cho em để kênh nó được kiếm tiền. Cảm ơn các bác nhé.